Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Sân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay để chúng ta cập nhật những thông tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của chúng tôi thì quý vị và các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần mà chúng tôi update những thông tin bóng đá mới nhất thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Sau đây sẽ là những thông tin chính sẽ có trong video ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay Sân Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Thầy Park tìm quân săn vàng SEA Games 30, chuyến đi liệu có thất bại? Máy quét đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan, gửi chiến thư tới Messi Thái. Trung vị thép của U22 Việt Nam chỉ có 50% hồi phục, thầy Park liệu có lo? Chuẩn bị đấu Thái Lan, huấn luyện viên Lê Thùy Hải lại lo xa. Huấn luyện viên đẳng cấp World Cup chốt danh sách U19 Việt Nam, chỉ có một cái tên của Hoàng Anh Gia Lai có mặt. Chúng ta vừa điểm qua những tin chính và sau đây sẽ là phần tin chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thầy Park tìm quân săn vàng SEA Games 30, chuyến đi liệu có thất bại? Để chuẩn bị cho SEA Games 30, trong bối cảnh U22 Việt Nam đang gặp một số vấn đề về nhân sự, thầy Park cùng các cộng sự đã quyết định đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng để dự khán trận đấu giữa U21 tuyển chọn Việt Nam gặp sinh viên Nhật Bản. Mặc dù trước đó huấn luyện viên Dương Hồng Sơn đã tiến cử tới nửa đội hình cho thầy Park, trong số đó có những cầu thủ khá xuất sắc như Lê Xuân Tú, Trần Danh Trung. Tuy nhiên, vì muốn đoạt cúp ở giải U21 quốc tế báo thanh niên năm nay, vì vậy huấn luyện viên Dương Hồng Sơn đã quyết định giữ họ trên băng ghế dự bị cho trận đấu chung kết vào ngày 5 tháng 11. Và thầy Park có vẻ như đã có một chuyến đi không thành công vì đội hình U21 tuyển chọn Việt Nam chỉ là đội hình 2. Việc không được mục sở thị những cầu thủ tốt nhất mà Dương Hồng Sơn tiến cử, có lẽ thầy Park cũng như trợ lý Lee Jong Jin khó mà đưa ra được những cái nhìn tổng quan về cầu thủ trong đội hình U21 tuyển chọn Việt Nam. Trong trận đấu, bình luận viên của báo Thanh Niên đã nói rằng không nắm được lịch trình của thầy Park. Không biết liệu huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ ở lại tới ngày 5 tháng 11 để xem nốt trận chung kết rồi đưa ra những đánh giá phân tích hay ông quay lại Hà Nội luôn. Nếu thầy Park cố nắn lại đến ngày 5 tháng 11 thì có lẽ những cầu thủ U21 tuyển chọn Việt Nam sẽ có cơ hội được lọt vào mắt xanh của ông. Còn ngược lại thì có lẽ sẽ rất khó với họ. Tất nhiên thầy Park cũng có thể xem trên YouTube. Tuy nhiên nếu như ông xem được trực tiếp ngay trên sân những cầu thủ tốt nhất của U21 tuyển chọn Việt Nam thể hiện thì có lẽ sẽ tốt hơn. Mặc dù vậy, cũng có một số nguồn tin cho rằng thầy Park đang nhắm đến một số nhân tố ở đội tuyển U21 Việt Nam. Và theo như chia sẻ của ban tổ chức giải, ngay sau khi trận đấu kết thúc, ông sẽ công bố những cái tên gọi bổ sung cho U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30. Trở lại với trận đấu giữa U21 tuyển chọn Việt Nam và sinh viên Nhật Bản. Bên phía U21 tuyển chọn Việt Nam, huấn luyện viên Dương Hồng Sơn đã đưa ra đội hình với nhiều cầu thủ chuyên ngồi trên băng ghế dự bị để phô diễn cho thầy Park xem. Trong đội hình này, huấn luyện viên Dương Hồng Sơn chỉ bố trí một vài cái tên đáng chú ý, đó là Đặng Văn Tới, Trần Công Minh, Trần Văn Bửu, Trần Bảo Toàn hay Hồ Minh Dĩ. Với lợi thế về thể hình, huấn luyện viên U21 sinh viên Nhật Bản đã chủ động chơi tấn công và kiểm soát thế trận. Họ liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Dương Tùng Lâm. Sức ép rất lớn của đội bóng Nhật Bản đã khiến hàng phòng ngự của U21 Việt Nam mắc lỗi khi để Otake Sogo băng xuống dứt điểm hiểm hóc hạ gục Dương Tùng Lâm ở phút thứ 23. Những phút sau đó, các học trò của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn đã lấy lại được thế trận và có được bàn gỡ hòa do Trần Công Minh ghi ở phút thứ 42. Hiệp 1 của trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Dương Hồng Sơn đã chỉ đạo các học trò chơi đôi công với đội sinh viên Nhật Bản. Tuy nhiên, các chân sút của U21 Việt Nam như là Bảo Toàn hay là Ngọc Hà đều không thể tận dụng cơ hội. Bên kia, chiến tuyến U21 sinh viên Nhật Bản cũng tạo ra sức ép vô cùng lớn lên cầu môn của Dương Tùng Lâm. Dù thủ môn thuộc biên chế của đội U21 Hà Nội đã thi đấu rất xuất sắc, nhưng anh vẫn phải nhận thêm một bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng của Fumiya. Chung cuộc, U21 Việt Nam thua 1-2 trước sinh viên Nhật Bản. Hai đội sẽ tái đấu trong trận chung kết U21 quốc tế năm 2019 vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Chuẩn bị đấu Thái Lan và Ả Rập Thống Nhất, máy quét đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan, gửi chiến thư tới Messi Thái. Chia sẻ trong buổi tập vào chiều ngày 2 tháng 11, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết rằng trong mỗi đội bóng ở cấp độ đội tuyển, vị trí cạnh tranh luôn diễn ra rất khốc liệt. Tôi luôn khát khao ở lại và cạnh tranh với các đồng đội đang thi đấu. Hiện nay toàn đội mới tập trung được một tuần và các cầu thủ của Hà Nội cũng như Quảng Nam đang bận đá cúp quốc gia. Đội tuyển vẫn chưa đủ quân số và mới tập giáo án nhẹ. Chúng tôi đang tập dần để lấy lại thể lực sau mùa giải V-League. Sau một mùa giải thì thể lực của các cầu thủ sẽ đi xuống. Thời gian này tôi bắt đầu tập luyện để lấy lại thể trạng sung mãn nhất. Sau một lần lỡ hẹn thì tôi rất khát khao và mong chờ giây phút trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Mỗi cầu thủ đều có một đặc điểm nổi trội. Cá nhân tôi sẽ cố gắng để phát huy ưu điểm và khắc phục những nhược điểm, quyết tâm để được giữ lại cho hai trận đấu sắp tới.
Sau thời gian đầu bỡ ngỡ thì tôi đang dần bắt nhịp với sự trợ giúp của các đồng đội. Tôi nghĩ mình đang làm tốt công việc của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo làm việc rất chu đáo và tỉ mỉ. Còn huấn luyện viên Chung Hae-song ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dặn cho tôi phải cố gắng chiến đấu hết mình, phải làm việc gấp đôi ở câu lạc bộ. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện tốt từng ngày để chiến đấu cho vị trí của mình. Tôi thích đối đầu nhất đó là Chanathip, muốn giành chiến thắng và đánh bại tập thể của Thái Lan. Còn đá cặp với đồng đội nào thì đó là quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chuẩn bị đấu Thái Lan, huấn luyện viên Lê Thùy Hải lại lo xa. Sau trận hòa không bàn thắng trên sân Thammasat ở lượt đi, hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ bước vào trận lượt về tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tối ngày 19 tháng 11 tới đây. Đánh giá về cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa hai nền bóng đá sắp tới, ông Lê Thùy Hải đã cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn so với trận lượt đi. Bởi sau 2 tháng cầm quân, huấn luyện viên Nishino đã tạo nên một diện mạo mới cho đội tuyển Thái Lan hoàn toàn mới. Đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Akira Nishino đã tìm lại được vị thế của mình. Đó thực sự là một đối thủ rất mạnh nằm cùng bảng đấu với chúng ta ở vòng loại World Cup lần này. Vì thế cuộc tái đấu sắp tới sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với trận lượt đi, ông Hải Lơ tâm sự. Sự nguy hiểm của người Thái được thể hiện rõ ở việc họ đánh bại Ả Rập Thống Nhất trong trận đấu hồi tháng 10 vừa qua. Dưới thời huấn luyện viên Nishino, Thái Lan đã thi đấu gắn kết và tấn công hiệu quả hơn. Cùng với sự hỗ trợ của nền tảng khoa học, kỹ thuật chuyên môn cao, họ đang dần trở thành một đối thủ cực đáng gờm. Và chắc chắn màn đối đầu người Thái sắp tới sẽ không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trung vệ thép của U22 Việt Nam chỉ có 50% hồi phục, thầy Park liệu có lo? Vào chiều ngày 2 tháng 11, U22 Việt Nam đã đón thêm nhân sự từ Hà Nội FC, gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Trương Văn Thái Quý cùng bệnh binh Trần Đình Trọng. Theo đó, Trần Đình Trọng sẽ cùng Văn Toàn, Tấn Sinh nhận được sự chăm sóc của các bác sĩ U22 Việt Nam trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 2019. Nói riêng về trường hợp của Tấn Sinh, trung vệ thuộc biên chế Quảng Nam FC đang bị rạn xương sườn. Suốt một tuần qua, anh chỉ có thể đi bộ và thả lỏng, tham gia vào các bài tập hồi phục cùng bác sĩ. Trao đổi với báo chí, Tấn Sinh chỉ tin mình có 50% khả năng kịp hồi phục cho SEA Games 2019. Dẫu vậy, cầu thủ sinh năm 1997 dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ và động viên của đồng đội vẫn lạc quan sẽ hoàn tất 50% khả năng còn lại, qua đó kịp có thể lực tốt nhất trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo chốt danh sách nhân sự sang Philippines tham dự môn bóng đá nam của Đại hội Thể thao khu vực. Như vậy, với khả năng hồi phục chậm của học trò cưng, có vẻ như thầy Park sẽ gặp nhiều khó khăn ở vị trí trung vệ. Và nhiều thông tin cho rằng thầy Park sẽ buộc phải điền tên Quế Ngọc Hải, một trong hai xuất quá tuổi để dự SEA Games 30. Huấn luyện viên đẳng cấp World Cup chốt danh sách U19 Việt Nam chỉ có một cái tên của Hoàng Anh Gia Lai có mặt. Sau gần 2 tháng rèn quân, huấn luyện viên Philip Johnson đã chốt danh sách 24 cầu thủ tham dự vòng loại U19 châu Á năm 2020. Đúng như những gì đã phát biểu sau trận thắng U19 Sarajevo hôm 26 tháng 10, vị huấn luyện viên người Pháp đã chờ tới sát ngày khởi tranh vòng loại U19 châu Á năm 2020 mới đưa ra những quyết định về nhân sự nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ cố gắng nắm lấy cơ hội đến phút chót. Cụ thể, 4 gương mặt phải nói lời chia tay, đó là thủ môn Trần Lâm Điều, hậu vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Bùi Tiến Sinh và tiền đạo Phạm Xuân Tạo. Trong số này, ngoài Lâm Điều thì 3 cầu thủ còn lại đều từng là trụ cột trong đội hình U18 dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đa số các cầu thủ được chọn đều đến từ những lò đào tạo của câu lạc bộ quen thuộc như Hà Nội 4 người, Viettel 3 người, Sông Lam Nghệ An 4 người, Phố Hiến và PVF 5 người. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai chỉ đóng góp duy nhất đúng một cầu thủ, đó là tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ mở màn vòng loại bằng trận đấu với U19 Mông Cổ. Sau đó, đội sẽ lần lượt đối đầu với đảo Guam ngày 8 tháng 11 và Nhật Bản vào ngày 10 tháng 11. 11 đội Nhật Bản sẽ cùng 4 đội nhì bảng xuất sắc sẽ giành vé lọt vào vòng chung kết. Trong trường hợp Uzbekistan nằm trong danh sách trên, đội xếp thứ 5 trong nhóm các đội nhì bảng sẽ cũng có vé. Và sau đây là danh sách U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á năm 2020 diễn ra tại sân vận động Thống Nhất. Ở vị trí thủ môn có 3 người, đầu tiên đó là Ie Linie, người Đắk Lắk, Nguyễn Văn Bá của Sông Lam Nghệ An và Quan Văn Chuẩn của Hà Nội. Ở vị trí hậu vệ có 8 người, gồm Vũ Tiến Long của Hà Nội, Lương Duy Cương của Đà Nẵng, Hồ Khắc Lương Sông Lam Nghệ An, Trần Quang Thịnh Công an Nhân dân, Phạm Tuấn Tài Viettel, Trịnh Quang Trường Phố Hiến, Nguyễn Duy Tiết Phố Hiến, Trần Ngọc Sơn của PVF. Tiền vệ gồm có 7 người, gồm có Ngô Đức Hoàng của Hà Nội, Phạm Văn Hữu của Đà Nẵng, Đặng Quang Tú của Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Hữu Nam của Viettel, Võ Minh Trọng của Đồng Tháp, Huỳnh Công Đến của Phố Hiến, Nguyễn Thanh Khôi của Hoàng Anh Gia Lai. Tiền đạo gồm có 6 người, gồm có Nguyễn Văn Tùng của Hà Nội, Trần Mạnh Quỳnh của Sông Lam Nghệ An, Trần Quốc Đạt của Thanh Hóa, Nguyễn Văn Tùng của Thanh Hóa, Nguyễn Kim Nhật của Viettel và Đỗ Tấn Thành của Phố Hiến.
Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Xoắn Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.